Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Attic có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Watchwater Cộng hòa Liên bang Đức qua Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Attic do Nguyễn Trường Giang làm giám đốc để xử lý duy trì chất lượng hồ ở Hà Nội trái quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với ông Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Liên quan đến điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc mua độc quyền Redoxy 3C để xử lý nước tại hàng loạt hồ của Hà Nội, Thanh tra Hà Nội từng vào cuộc kiểm tra toàn diện việc mua hóa chất đánh giá hiệu quả sử dụng. Theo kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội, từ năm 2016 đến quý 1 2019, Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Attic mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước hồ là thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích theo dự toán đặt hàng với giá mua chế phẩm được liên ngành chấp thuận và thành phố đồng ý. Khối lượng chế phẩm Redoxy 3C Công ty Thoát nước Hà Nội mua là 400 tấn, giá trị gần 138 tỷ đồng với giá 295.000 đồng 1 kg và 320.000 đồng 1 kg. Theo đường biển đã nhập kho theo dõi quản lý trên hồ sơ sổ sách kế toán của Công ty Thoát nước Hà Nội. Cũng theo kết luận thanh tra, nhân dịp triển lãm thương mại quốc tế về nước, nước thải, chất rắn và quản lý nguyên liệu thô IFES tại Đức từ ngày 30 tháng 5 2016 đến ngày 3 tháng 6 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã cử đoàn công tác do một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn tham dự và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có thư mời Tổng giám đốc Công ty Watchwater GMPS sang thăm và làm việc với thành phố về lĩnh vực bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm nguồn nước. Sau đó, đại diện Công ty Watchwater GMPS đã khảo sát lấy mẫu nước hồ tại Hà Nội về nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý ô nhiễm nước hồ Hà Nội bằng chế phẩm Redoxy 3C. Trong năm 2016, Công ty Thoát nước Hà Nội đã thử nghiệm ứng dụng Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước ở hơn 20 hồ của Hà Nội. Từ kết quả thu được, tháng 8 2016, công ty này có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép sử dụng chế phẩm trên. Ngày 1 tháng 8 năm 2016, Công ty Watchwater GMPS ký văn bản thỏa thuận về việc phân phối độc quyền với Công ty Attic, cấp giấy chứng nhận nhà phân phối ủy quyền ngày 15 tháng 9 2016, cấp giấy chứng nhận nhà phân phối độc quyền ngày 23 tháng 9 2016, đồng ý cho Công ty Attic được quyền đại diện kinh doanh và cung cấp dịch vụ đối với các sản phẩm của Watchwater GMPS tại Việt Nam, trong đó có chế phẩm Redoxy 3C. Trong hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Đào Xuân Tấn, ông Nguyễn Đức Hạnh là thành viên góp vốn của Công ty Attic và người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn. Công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 2 tháng 11 năm 2015, có trụ sở ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào tháng 6 năm 2016, ông Đào Xuân Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho ông Nguyễn Trường Giang. Ngày 23 tháng 7 năm 2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình tại Công ty Attic cho ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Công ty Attic đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3 với hai thành viên góp vốn là ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang. Đến ngày 4 tháng 6 năm 2019, Công ty Attic có hai thành viên góp vốn là ông Nguyễn Trường Giang và ông Đỗ Xuân Hùng. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại phòng 1002, số 180, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang. Theo biên bản kiểm tra thuế năm 2015-2017 của Chi cục thuế quận Đống Đa đối với Công ty Attic, năm 2015, Công ty Attic không phát sinh doanh thu. Từ tháng 8 năm 2016, sau khi được Công ty Watchwater ký văn bản thỏa thuận cho phân phối độc quyền, Công ty Attic mới phát sinh doanh thu về việc bán chế phẩm Redoxy 3C và thực hiện kê khai nộp thuế.